Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Thấy quả trứng chiên kỳ lạ trôi dưới lòng đại dương, nhiếp ảnh gia giật mình khi lại gần. Thế giới dưới đại dương ẩn chứa thật nhiều điều bí ẩn bất ngờ. Nhiếp ảnh gia Barry Blaine là một trong những người may mắn được tận mắt nhìn thấy điều kỳ lạ này. Với vẻ ngoài tuyệt đẹp và giống một quả trứng ốp la, loài sứ này đã thực sự chinh phục được ống kính của nhiếp ảnh gia yêu cuộc sống đại dương. Sứ vốn được coi là loài sinh vật có vẻ ngoài tuyệt mỹ giữa một rừng sắc đẹp dưới nước sâu. Sự huyền ảo hút hồn của chúng luôn thu hút những người cầm máy. Thế nhưng với vẻ ngoài độc đáo và có phần khác biệt của loài sứ Fray Jellyfish ở bờ địa Trung Hải này đã khiến người ta không thể không tò mò và thích thú. Ông Barry Blaine, một nhiếp ảnh gia đến từ St. Albans, Hertfordshire, Anh, với hơn 20 năm kinh nghiệm tác nghiệp ở cả trong nước và ngoài nước, là người đã may mắn được chứng kiến và ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp về loài sứ này. Ông kể lại, trong một chuyến đi đến địa Trung Hải bằng thuyền buồm, ông đã bị thu hút bởi một sinh vật biển bơi tự do. Hình dáng bề ngoài của nó khiến ông liên tưởng đến một quả trứng chiên. Quan sát kỹ hơn, ông nhận ra rằng đó là một con sứ. Phần tua nhỏ với những chấm xanh thẫm sáng lấp lánh lại khiến người ta tưởng tượng ra một chiếc đèn trang trí. Với chiếc máy quay trên tay, không chần chừ một giây, Blaine đã bấm máy và bắt đầu quay lại những hình ảnh của loài sinh vật có bề ngoài khá nổi bật đó. Nhịp nhàng bơi giữa những con cá, phần thân mềm mại màu vàng của nó chuyển động giống như một quả trứng ốp la ngon lành. Tuy nhiên, phần tua nhỏ với những chấm xanh thẫm sáng lấp lánh lại khiến nhiếp ảnh gia này tưởng tượng ra một chiếc đèn trang trí. Sau một hồi quay, nhìn lại đoạn video và những hình ảnh thu được, ông Blaine ngạc nhiên nhận ra rằng ông đã từng nhìn thấy loài sứ này trước đó. Tôi đã nhìn thấy hình ảnh của Fray Jellyfish trong cuốn lịch của National Geographic. Tôi đã từng rất thích thú và bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của nó. Thế nhưng hôm nay được trực tiếp nhìn thấy loài sứ này ở ngoài đại dương, tôi vẫn không thể không ngưỡng mộ về sự tuyệt vời của chúng, ông Blaine nói. Fray Jellyfish có tên khoa học là Cotylorhaya tuberculis. Để có thể tồn tại và phát triển, chúng thường chọn sinh sống ở những biển có nhiều ánh sáng mặt trời, như ở biển Aegean hay Adriatic. Tuy nhiên, chúng tập trung nhiều nhất và phổ biến nhất là ở biển địa Trung Hải. Không giống như đại đa số các loài sứa khác với khả năng phát độc cực mạnh, độc tố của Fray Jellyfish không có ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng rất ít đối với con người. Tại sao yêu quái muốn ăn thịt đường tăng? Tại sao yêu quái muốn ăn thịt đường tăng? Ăn thịt đường tăng có phải sẽ là trường sinh bất tử? Ẩn ý đằng sau đó lại là hoàn toàn khác. Trong con mắt của những yêu quái trong bộ phim Tây Du Ký nổi tiếng, muốn được trường thọ thì chỉ có một cách duy nhất, đó là ăn thịt đường tăng. Điều này thực sự là một sai lầm lớn. Satan đã từng ăn thịt chính người đi lấy kinh, nhưng vẫn là yêu quái đó thôi. Vậy tại sao yêu quái lại muốn ăn thịt đường tăng để có thể trường sinh bất lão? Một số người nói rằng đường tăng và chính vị tăng nhân kia không giống nhau, kiếp trước của ông chính là đệ tử của Đức Phật Như Lai. Thực ra, bất kể là ai khi đã xuống thế giới mê này của con người thì đều giống nhau hết, họ đều chỉ là tăng nhân mà thôi. Khi Bồ Tát thụ nhận chiếc áo ca sa và cây gậy tích trượng từ Đức Phật, Ngài đã nhắc đến rằng chiếc áo ca sa và cây gậy tích trượng này có thể tặng cho ngươi lấy kinh dùng. Nếu người đó kiên trì quyết tâm đến cùng thì mặc áo cà sa này sẽ có thể miễn được vòng luân hồi, giữ chiếc trượng này có thể không bị độc hại. Điều này cho thấy rằng kho báu thực sự chính là chiếc áo khoác cà sa và cây trượng luôn ở bên cạnh đường tăng. Nếu sở hữu hai thứ này đã có thể tránh bị rơi trong vòng xoáy đầu thai luân hồi và bị độc hại. Nhưng những yêu quái trong phim đều không hiểu được điều này. Chúng cho rằng thịt đường tăng mới là con đường để trường sinh bất tử. Điều này chính là do bản chất của chúng quyết định coi giết người như một cách để tồn tại. Nghĩ đơn giản là ăn thịt mà đắc được đạo. Chúng thực ra ở tầng thấp, không nghĩ được điều cao xa. Trong quá trình đi thỉnh kinh, cũng có một số yêu quái muốn cướp lấy áo cà sa và muốn thay thế bốn thầy trò đường tăng để đi lấy kinh. Tại sao lại không được? Đó là bởi vì bản tính quyết định.
Nếu như bản tính không có sự thiện lương thì sẽ không thể thành công. Chiếc áo ca sa và cây trượng đều là biểu hiện trên bề mặt. Thực chất, cái tâm kính Phật mới là tối quan trọng. Đó mới chính là bản tính, mới là bản chất của sự trường sinh bất tử. Ngày nay, có nhiều người thế nhưng cũng chỉ nhận thức về vẻ bề mặt, chứ không biết chú trọng vào tu tâm tính. Chỉ có thực sự cải biến từ bản tính con người mới là con đường nhanh nhất đến viên mãn. 10 nơi, tốt nhất không nên tới vào ban đêm để tránh âm khí. Người xưa thường dạy rằng, có thờ có thiên, có kiêng có lành. Vậy nên, có 10 nơi nhiều âm khí dưới đây, tốt nhất bạn không nên đến vào ban đêm nhé. Những nơi hoang tàn đổ nát, lâu không có người qua lại, chính là địa điểm không nên tới vào ban đêm vì tà khí thịnh, dương khí suy, âm dương lẫn lộn. 1. Hiện trường tai nạn xe cộ. Theo tâm linh, người chết do tai nạn giao thông không được siêu độ hoặc chưa siêu độ hoàn toàn nên họ thường quanh quẩn ở nơi xảy ra tai nạn. 2. Thang máy. Đặc tính của thang thường khiến cho chúng ta có cảm giác u ám đáng sợ và lạnh lẽo, mà ban đêm dương khí của con người suy nhược nên lại càng cảm thấy không yên tâm. 3. Hồ nước. Theo truyền thuyết dân gian, ở các hồ nước, con sông đều có thủy quái hoặc vong của những người chết đuối không thể đầu thai đang lang thang tìm người thế mạng. 4. Hiện trường tự sát. Dân gian truyền rằng hiện trường tự sát là nơi có oán khí ngút trời, ma quỷ thường hay lui tới, oan hồn người đã khuất vẫn chưa được siêu thoát. 5. Nơi hỏa táng. Đây có lẽ là nơi hiếm có ai quay lại, cũng bởi âm khí rất nặng, nhất là phòng hỏa táng và nơi để tro cốt. Người mới mất bao giờ cũng có chút lưu luyến nhân gian. 6. Xung quanh chùa miếu. Nơi đây tụ tập nhiều oan hồn hoặc quỷ thần, vì không thể vào chùa miếu nên vây ở ngoài. 7. Nghĩa trang. Nghĩa trang không chỉ là nơi chôn cất người mất, mà còn tụ tập ma đói, quỷ đói, cô hồn giả quỷ tới kiếm ăn. 8. Nhà hoang. Những nơi hoang tàn đổ nát, lâu không có người qua lại, chính là địa điểm không nên tới vào ban đêm, vì tà khí thịnh, dương khí suy, âm dương lẫn lộn. 9. Bên ngoài bệnh viện. Nơi đây chứng kiến nhiều linh hồn lìa khỏi trần thế nên âm khí nặng nề. Người bình thường, đặc biệt là người đang mang thai, không nên đi lại vào ban đêm. 10. Bãi đổ xe ngầm. Những không gian dưới mặt đất thì chớ qua lại vào ban đêm vì u ám tối tăm, âm thịnh dương suy. Những địa điểm trên ngoài việc có yếu tố liên quan tới tâm linh thì chủ yếu là vì sự an toàn, cũng không nên qua lại. Đó là những nơi vắng vẻ, thiếu sáng, rất dễ mang tới nguy hiểm.